Chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác một cái mẫu quạt thông gió của Nhật nhé, do Toshiba phát triển và sản xuất. Thì cái model quạt này được sản xuất vào năm 2023 nhé, năm 2023. Nên là đời của nó thì rất là cao, mới đây thôi thì nó đã có mặt tại Việt Nam rồi. Cái quạt này thì hình thức của nó gần như mới các bác nhé, gần như mới luôn. Đấy, vận chuyển về thì cái này lau chùi được nhé, tại vì cái này là đất thôi. Đó. Tại vì người ta vận chuyển về thì nó chỉ nằm ở dưới bãi mà đấy, còn cái cây quạt thì mới đét luôn đấy. Các bác nhìn này, cái con ốc này đấy, chưa ra ốc luôn nhá, tại vì nó mới vậy thì có làm gì đâu các bác. Đó, động cơ của nó cực kỳ khủng đấy, mặc dù công suất của nó không có lớn đâu các bác ạ, rất là vừa tầm thôi đấy, nhưng mà nó lại được trang bị một cái động cơ rất là lớn so với cái củ quạt đấy. Đấy, nhìn thấy không? Đấy, nó dài khoảng 18 cm luôn. Đấy, củ động cơ ấy. Ba pha mà như vậy là hiệu năng của nó cực kỳ cao các bác nhá. Đấy, em sẽ cho các bác coi cái lưu lượng gió của cái cây quạt này. Nặng quá, em phải bếp nó. Đấy, cánh 35 nhá. Đó. Gió của nó hút ra đằng sau các bác nhá. Đấy. Con này là dạ. Con này của nó là 93W các bác nhá. Đây này, 93W. Lưu lượng của nó là 2.700 m³ một giờ. Đấy, còn mới. Có nhìn thấy không? Keng xe beng luôn. Đấy, có nhìn này. Đó. Nói chung là như cây quạt mới luôn. Chỉ vận chuyển về thì nó va chạm với nhau thôi. Đấy, còn độ mới thì gần như là cứng luôn. Rồi thì hiện tại thì bên em đã cài một cây biến tần. Đó. Cài một cây biến tần này nhá. Thì các bác lấy thêm biến tần thì giá trị của nó sẽ tăng lên. Đó, còn nếu mà mình không xài biến tần thì các bác sẽ đấu một cái, em sẽ đấu một con tụ sẵn đấy, ở trong cái hộp này đấy, phía sau cái quạt đấy, thì cứ thế bác cắm điện 220 xài thôi. Đó, cái này thì dành cho những bác chịu chơi hơn đấy, nghĩa là sẽ xài theo đúng một cái cây quạt zin của nó đấy, sử dụng điện 3 pha. Còn nếu nhờ các bác có điện 3 pha rồi thì nó rất đơn giản đấy, bơ pha 220 đó thì mình sẽ hạ xuống 3 pha 3.8 đấy, hạ xuống 220 mình xài thôi đấy. Các bác nhìn thấy biến tần đấy, em lắp theo những toàn là những cái biến tần cao cấp thôi. Và bây giờ em sẽ khởi động cái quạt cho nó chạy nhé các bác ạ. Đó, thì hiện tại em đang để nó chạy có tần số nhỏ thôi ha. Đấy, nên là nhỏ, còn các bác muốn tăng thêm thì các bác tăng lên. Còn khi mình muốn xài thì mình bật công tắc như này thôi. Đấy. Tăng lên ha. Đấy. Tùy theo nhu cầu của các bác muốn mạnh hay yếu. Có thể chỉnh đến tần số 60 Hz. Đấy. 60 Hz các bác nhá. Đấy. Động cơ của nó rất là phản lực các bác ạ, mạnh lắm, nó hút thì cực kỳ khủng luôn. Rồi. Ok các bác nhá. Giảm theo cái nhu cầu sử dụng. Đấy, tại vì bây giờ mình đang cho lên công suất tối đa của nó đang chạy hết cỡ mà. Đấy. Thì ok các bác nhé, các bác quan tâm đến cây quạt này thì alo cho em nhé. Tùy chỉnh, đấy, các bác muốn nó chạy vừa, chạy nhỏ hay là chạy tăng tốc thì các bác cứ alo cho em. Đấy, khi các bác lố lướng ấy, hoặc là khi mà các bác lấu lướng muốn hút nó mạnh thì mình cho chạy hết cỡ, sau lúc đó mình cho chạy lưu diêu, hoặc là các bác dùng trong khoang máy ấy, đấy, mình có thể cho chạy hết tốc độ đấy. Hoặc là mình có thể dùng cái quạt để cung cấp khí vào bên trong kho xưởng để thông gió, hoặc là chạy chăn nuôi đấy, tùy các bác nhé.